Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh của Thanh Hương Lạc Lâm. Mời cả nhà cùng tham quan động Phong Nha với đoàn giáo xứ Tam Hải nha. Cả đoàn đã mua vé và đang xếp hàng đi vô đi xuống tàu đó cả nhà. Wow. Rồi bến tàu rất là nhộn nhịp, rất là đẹp cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn. Sao sao? 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 Sao sao?
động phong nha, quá tuyệt vời. Hang động ở trong núi đó cả nhà. Bây giờ thì đây, cái chỗ này đang là cửa động nha cả nhà. Đây là cầu thang khô đi vô trong động này cả nhà. Rồi đây là cửa động phong nha. Trong này thì trong động rồi đó cả nhà ơi. Trong này là trong động rồi. Chụp mà hình là lưu niệm đó cả nhà. Đó, cầu thang khô đi vô trong động đó. Nếu mà mình đi cầu thang khô cũng được. Còn hồi nãy thì mình đi thuyền. Xong khi mình trở ra thì mình trở ra bằng cầu thang bộ đó cả nhà. Đây, trong động đây, rất là đẹp đó cả nhà ơi.